Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé. Ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ review cho các bạn một dòng sản phẩm đã có mặt ở tại thị trường Việt Nam khá lâu rồi. Và dòng sản phẩm này không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà nó nổi tiếng ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Và trước khi mình nói về cái dòng sản phẩm này, mình cũng sẽ nhấn mạnh lại đó là sữa mẹ là thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển của toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và các mẹ cố gắng cho con bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu và cho con bú sữa mẹ trong 2 năm đầu là tốt nhất. Vì sữa mẹ đã được nghiên cứu và được khuyến nghị của WHO, vừa cung cấp cho bé có dinh dưỡng này, vừa giúp cho bé tiêu hóa tốt, vừa giúp cho bé có sức đề kháng. Và những mẹ nào bị tình trạng ít sữa, thiếu sữa, sữa loãng có thể xem lại cái video về ngũ cốc lợi sữa của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo để giúp cho sữa mẹ có thể đặc hơn và cho con bú được hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Và những bạn nào ngày hôm nay mình giới thiệu cho những bạn nào bị tình trạng đó là bác sĩ khuyên không cho con dùng sữa mẹ được này, mẹ mắc những căn bệnh truyền nhiễm qua sữa mẹ, hoặc là sữa mẹ thiếu chất, sữa mẹ ít quá, các mẹ cần phải dặm thêm sữa ngoài, thì các bạn hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Mình sẽ nói cho các bạn ngày hôm nay, mình sẽ review về sữa Friso Lactone của Hà Lan và các dòng sản phẩm sữa này nó sẽ có những cái tác dụng như thế nào và các bạn có nên chọn sữa này cho con của mình hay không, thì hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo nhé. Thì đầu tiên mình sẽ nói về hình dạng của nó. Trên tay mình đang cầm đây là lon số 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Tiếp theo là lon số 2 dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi và lon số 3 dành cho bé từ 1 đến 3 tuổi. Đấy là từ 1 đến 2 tuổi. Đây là 3 dòng sản phẩm của Friso Lactone. Đang còn số 4 này, rồi Friso Lactone bầu. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một vài mẫu để cho các bạn xem và biết được cái dòng sản phẩm Friso Lactone nó này như thế nào. Thì cái điều nhận biết đầu tiên đó là các bạn thấy chữ Friso Lactone in trên một cái nền màu xanh đậm như thế này. Tiếp theo là bên dưới như lon số 1 ở dưới là một màu xanh nhạt, màu xanh da trời. Số 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Trên hộp sẽ ghi là bước khởi đầu cho bé. Đấy, tiếp theo thì trên dòng sản phẩm cũng sẽ ghi thật rõ những cái công thành phần này, cách hướng dẫn sử dụng này, bé uống bao nhiêu là đủ. Và bây giờ thì mình sẽ mở nắp bên trên nhé. Tiếp các bạn sẽ thấy có một cái lá cờ Hoa Kỳ trên một cái nắp vàng như thế này. Bây giờ mình sẽ mở nắp bên trên cho các bạn xem. Thì các bạn sẽ thấy một cái muỗng được thiết kế ở đây, một cái miếng màng nhôm vào một cái này, đó chính là cái mã cào để các bạn check được hàng thật hàng giả ở trong cái mã cào này nhé. Để các bạn check cái mã khi mà các bạn cào ra và nhắn tin vào số điện thoại này để check cái mã rằng cái lon sữa này có đúng là lon sữa thật hay không. Đấy là những cái điểm về hình dạng. Thì đã biết về hình dạng rồi thì mình sẽ bây giờ sẽ vào cái thương hiệu của dòng sản phẩm và những cái tác dụng của dòng sản phẩm. Thì như mình đã nói, đây là Friso Lactone của Hà Lan. Các bạn sẽ thấy này, 100% nguồn sữa nhập tại Hà Lan. Một cái thương hiệu đã có bề dày về việc sản xuất sữa lớn tại thị trường không chỉ Việt Nam mà hơn 20 quốc gia. Và có bề dày kinh nghiệm lên tới 140 năm. Vì vậy là các bạn yên tâm về cái sản phẩm Friso Lactone đến cho các bé. Thì tiếp theo nữa thì cái dòng sản phẩm Friso Lactone này được sản xuất bằng 100% nguồn sữa tại Hà Lan. Và cái giống bò sữa tại Hà Lan là một cái giống bò chuyên sữa được nổi tiếng ở tại thế giới rồi. Đấy là cái nguyên vật liệu của dòng sản phẩm này. Tiếp theo là trong cái dòng sản phẩm này đã được nghiên cứu để giúp bảo vệ chất đạm trong sữa bò, được trong cái quá trình mà sản xuất sữa thì nó được bảo vệ một cách tốt nhất, không bị mất đi cái chất đạm này. Thì cái tác dụng của nó giữ chất đạm lại thì để sẽ giúp cho bé tăng cân tốt này, chất đạm và chất béo và năng lượng sẽ giúp cho bé tăng cân tốt. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào cái bảng thành phần, các bạn sẽ thấy này, đầu tiên đó là chất đạm chiếm 10,8 gram trong 100 gram bột, chất béo chiếm 26,7 gram trong 100 gram bột. Đây là một cái tỷ lệ chất đạm chất béo khá cao cho bé. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy được trong dòng sản phẩm nó sẽ cung cấp được DHA và AA. Tỷ lệ DHA là 53mg trong 100g bột và AA cũng là 53mg trong 100g bột. Tỷ lệ 1:1 để giúp cho bé dễ dàng hấp thụ. Và các bạn biết đấy, DHA, AA, taurin và choline ở trong dòng sản phẩm này là những dưỡng chất để giúp cho bé phát triển về trí não này,
phát triển về võng mạc mắt. Nên các bạn yên tâm, dòng sản phẩm sữa này là một cái dòng sản phẩm từ thương hiệu cho đến việc tăng cân của bé và tốt trí não rồi. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục nhìn vào cái thành phần, đó là canxi và phospho. Thì đối với canxi chiếm 420mg trong 100g bột và phospho là 235mg trong 100g bột. Đây cũng là một tỷ lệ canxi rất tốt để giúp cho bé phát triển về xương khớp, phát triển về chiều cao. Và các bạn sẽ tiếp tục nhìn vào các loại nucleotide, các loại vitamin. Và đầu tiên thì các bạn sẽ thấy các loại vitamin như A, E, C. Thì trong video nào về phân biệt sữa, về cách dinh dưỡng trong sữa thì mình cũng đã giới thiệu rồi. Các loại vitamin như A, C, E sẽ giúp cho bé có một sức đề kháng tốt khi môi trường thay đổi hay bé tiếp xúc với môi trường. Bé sẽ không bị nhiễm những căn bệnh dịch bởi môi trường như vậy. Và bé có sức đề kháng thì bé luôn khỏe mạnh. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cùng các loại nucleotide này, rồi các loại chất xơ rồi selin và chất xơ FOS là những cái dưỡng chất để giúp cho bé tiêu hóa tốt. Đặc biệt là các nucleotide thì dễ dàng cho bé tiêu hóa hơn, giúp cho phát triển lợi khuẩn đường ruột này, ức chế những vi khuẩn hại đường ruột và giúp cho bé kích thích nhu động ruột, giúp cho bé tiêu hóa tốt. Và đây cũng là một cái dòng sản phẩm sữa được mệnh danh là sữa mát, giúp bé tiêu hóa tốt, khỏe mạnh và lên cân. Nhưng mà cái dòng sản phẩm này nhược điểm của nó là không lên cân nhanh nhá. Thì mình đã kể đến những ưu điểm rồi thì mình sẽ đến nhược điểm, thì dòng sản phẩm này không lên cân nhanh cho bé. Với những bé nào thực sự hợp với sữa thì mới lên cân nhanh được. Còn những bé nào mà thực sự là chưa hợp thì dòng sản phẩm này chủ yếu là nó phát làm một dòng sữa mát, tốt tiêu hóa và phát triển về trí não, lên cân từ từ, không lên cân nhanh. Cái nhược điểm tiếp theo là đối với dòng sản phẩm này cũng có sữa giả. Như mình vừa nói, tức là các bạn mở cái nắp hộp này ra sẽ có một cái mã như thế này để các bạn cào và check để dễ dàng biết được cái sữa thật, sữa giả mua cho con của mình. Và khi các bạn pha sữa thì cũng nhớ lưu ý cũng tất cả các video Thương Mẹ Bé Thủy Thảo làm và lúc nào cũng lưu ý các mẹ là khi mà pha sữa cho con thì tất cả các dụng cụ các mẹ đều phải rửa tay sạch sẽ với xà bông sát khuẩn, rồi các dụng cụ cần phải nấu với nước sôi và cần phải vệ sinh sạch sẽ, nơi pha sữa cho con cũng phải đảm bảo vệ sinh. Tiếp theo là khi mà pha sữa cho con, mở nắp hộp này ra rồi thì các mẹ không để quá 3 tuần. Và lượng sữa thì các mẹ pha đúng ml và số muỗng ở trong hộp đã chia rồi, các mẹ pha đúng như vậy. Đừng pha đặc hơn hoặc là loãng hơn thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé và ảnh hưởng tới việc hấp thụ sữa của bé. Tiếp theo nữa là các mẹ khi con uống hết sữa thì hãy đổ đi, không cho con uống lại nữa, quá một tiếng đồng hồ bé sẽ bị sữa đã mất chất hoặc nguội đi thì bé sẽ bị rối loạn tiêu hóa đầy bụng. Đấy là những cái lưu ý khi các bạn sử dụng dòng sản phẩm này. Ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã review thật kỹ về cái dòng sản phẩm Frisolacto này rồi và mong là những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các mẹ có thêm kinh nghiệm chọn sữa cho con của mình và biết được rằng cái dòng sản phẩm này có thực sự chất lượng cho con của mình hay không. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể để ở dưới video hoặc IB trực tiếp vào số Zalo bên trên. Và các bạn nếu thấy hay thì hãy cho kênh Mẹ Bé Thủy Thảo những nốt like, những nốt đăng ký để tiếp tục theo dõi những video hay ý nghĩa đến cho việc chăm sóc con của mình. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.